Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Thái Xuân Bình, 34 tuổi, trú tại xã Tam An, huyện Long Thành, về tội cố ý gây thương tích. Bình là người đã chém vợ đứt lìa hai cánh tay. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 13 tháng 9, Bình nghi ngờ vợ ngoại tình nên cầm dao chém đứt lìa cẳng tay phải, gần đứt ngang khuỷu tay trái của vợ. Sau đó, Bình gọi điện thoại cho người thân đến chở vợ đi cấp cứu, còn Bình đến công an đầu thú. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ đã nối thành công cánh tay phải cho nạn nhân, còn cánh tay trái không nối được. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp siêu trộm Phạm Minh Nhật, 25 tuổi, trú tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, Nhật từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sáng 13 tháng 9, thấy một nhà trọ ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ không khóa cửa, Nhật lẻn vào lấy một điện thoại di động rồi tẩu thoát. Chiều cùng ngày trên đường Nguyễn Như Đãi, thấy một nhà dân không đóng cửa, Nhật lẻn vào lấy đi một điện thoại di động và 900 đô la Mỹ. Rạng sáng 14 tháng 9, Nhật tiếp tục lẻn vào hai nhà dân khác ở phường Hòa Thọ Tây thì bị phát hiện. Đến thời điểm bị bắt, tổng giá trị tài sản Nhật trộm được là gần 40 triệu đồng.